Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Hôm nay là Minh ở nhà, Minh rảnh, cho nên Minh sẽ làm một cái clip cho anh em. Đó là nên mua KTM 250 cũ hay là MT 15 mới. Rồi, thì đây Minh nghĩ sẽ là một cái clip bổ ích dành cho anh em xem kênh của Minh Biker. Và nhiều người sẽ thắc mắc tại sao mà một chiếc xe 250 phân khối mà so sánh với lại chiếc xe 150 phân khối. Thì đây, bởi vì cái giá tiền của nó xem nhau giữa cũ và mới, cho nên mình quyết định làm một cái clip để cho anh em có những sự lựa chọn. Thì hai con, theo Minh á, Minh không nói nhiều vào cái thông số kỹ thuật của nó, Minh chỉ nói vào cái gọi là cái mà mình trải nghiệm hai con đó. Thì hai con này có cái kiểu dáng na ná giống như nhau. Một con là 36 mã lực, còn một con là 19 mã lực. Thì đương nhiên con 250 nó sẽ ghê hơn, kinh khủng hơn cái con 150 rồi. Thì nhưng mà bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái vấn đề là cái ngoại hình của hai con. Thì ngoại hình con này nó sẽ mới, nó bắt mắt hơn. Còn ngoại hình con này nhìn nó rất đơn giản, nhưng nó vẫn được trang bị phuộc upside down, anh em có thấy không? Đó. Thì vỏ trước vỏ sau nó hầu như nhau. Thì cái con đúc này á, ở những cái điều kiện mà anh em đi tour xa nè, rồi đi đường núi nè, đề ba nè, tôi nói là nó vô đối luôn. Bình xăng 11 lít nữa, chạy thôi rồi. Quá sướng, quá tuyệt vời với một con xe 250 như vậy. Thấy con đúc không? Con đúc 250 cái ngoại hình nó không khác gì 390 hết nha anh em. Và khi anh em nhìn vô là anh em biết đây là xe đúc. Đây là xe đúc của KTM. Cái bộ sườn màu cam không có lẫn vào đâu được hết. Đó. Còn cái đèn của nó vẫn là thiết kế đèn là halogen. Cái đầu đèn với lại cái dáng xe kết hợp lại nhìn giống như là một con cào cào vậy đó anh em. Anh em có thấy không? Cào cào châu chấu mà anh em bắt ở ngoài ruộng rồi đó. Đó. Rồi trang trí ở gần đó là ba sọc màu đen. Còn cái đèn pha của đúc 250 á, nó vẫn sử dụng đèn dạng halogen. Với cái chó lớn thì cái chiếu sáng rất là tốt. Và đèn xi nhan sau á, là dạng LED. Nó giúp mình cái khả năng chiếu sáng với lại nhận diện xe trong đêm á, từ xa á, xe khác nhìn mình nó tốt hơn. Còn cái đuôi xe nó nhô cao lên phần bát biển số này nè, nó kéo dài thì nó tạo cho anh em một cảm giác xe nó cứng hơn và đi đường gọi là gì ta, đường ruộng á, đường ruộng rồi đó, mấy cái đường ổ gà rồi bùng sinh rồi đó, thì anh em mình sẽ cảm thấy rất là tự tin hơn nhiều khi mà anh em mình leo lên cái con KTM. Rồi thì qua cái con MT15 thì nó có gì? Nó có VVA. VVA anh em hiểu đơn giản thôi, nói chung là hiểu đơn giản nhất có thể, đó là nó giúp tiết kiệm nhiên liệu, rồi nó giúp động cơ mình tối ưu khi mà anh em kéo ở dòng tua cao. Đó. Thì đơn giản là vậy thôi. Còn Flipper Plus chống trượt. Đó thì anh em những cái này anh em có thể lên anh em tìm hiểu thêm nha. Thì con này có Flipper Plus, con này vẫn có Flipper Plus. Chỉ con này không có VVA thôi. Thì con này thì á, nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Thì nó nhỏ phân khối, nó tiết kiệm nhiên liệu hơn. Nó phải phù hợp cho anh em vừa đi làm, vừa đi chơi, đi đủ thứ đó. Rồi cái yên nó là yên dài. Yên dài thì anh em có thể chở người nó thoải mái hơn là cái yên tầng con này. Nhưng mà con này vẫn thoải mái nha. Con này ga đầu rất là mạnh, rất là mạnh và rất là hỗn luôn. Nó cảm giác nó giống như là anh em đang chạy trên một cục con xe độ vậy đó. Và cái cục máy con này nhìn nó rất là ngầu. Cục máy con này phải nói là cực kỳ ngầu luôn. Và đặc biệt con này á, khi anh em bỏ 68 triệu mua một con xe cũ như vậy thì anh em có được những gì? Thì anh em có ABS trước sau rất là an toàn, đúng không? Còn con MT15 này khi mà anh em mua, giá thị trường của nó, giá mới của nó tầm 70 mấy triệu, cao hơn. Nhưng mà nó không có ABS, nó chỉ là thắng bình thường thôi. Thì anh em khi mà anh em chạy tốc độ cao anh em thắng á, thì thắng sau sẽ quẩy đuôi cá. Đó, anh em nào chạy xe lâu năm là sẽ biết về cái quẩy đuôi cá đó ha. Rồi còn cái nói mà về tiêu hao nhiên liệu á, thì cực kỳ tiết kiệm luôn, là con này cực kỳ tiết kiệm. Có thể nói là 48 đến 50 cây một lít, cực kỳ tiết kiệm. Thì bình xăng hai con như nhau thôi. Cái này con Minh nhớ là 10,3. Còn cái này là 11 lít nè, cái này 10,3 nè, thì cũng xem nhau. Và cái cân nặng của nó cũng xem nhau luôn. Thì một con á, thì là 100. Tại vì những cái thông số mình sẽ không nhớ rõ nha anh em. Thì con này mình nhớ hình như là 139kg, còn đây con này là 133kg. Đó. Thì rất
mình thấy là nó rất là xem nhau đó. Chỉ là con này công suất cao hơn. Những anh em nào đam mê tốc độ cao hơn một chút thì anh em có thể nghĩ qua con này, rất là phù hợp cho anh em. Còn anh em nào thích đi lại hàng ngày, thích mà kiểu sử dụng cho mọi việc, đi làm, đi chơi, đi phượt thì ok, con này ok. Nhưng mà con này tốc độ nó sẽ tối đa, nó sẽ không bằng con này nhiều nha. Thì giữa 150 với 250 nó hơn nhau tới 100 phân khối. Đó, cái đó là mình đưa ra cho anh em hai sự lựa chọn thôi. Anh em nghĩ đi, một chiếc quay 100 với một chiếc quay 110 đó đã chênh lệch nhau rất là nhiều rồi, huống chi mà chênh lệch 100 phân khối. Thì ở con KTM này á, cái phụ tùng của nó cũng không quá là mắc đâu. Nếu như mà anh em biết chơi xe thì anh em mua nó cũng rất là rẻ, nó không có đòi hỏi anh em cao. Và những đời mà 216 trở lên như con này á thì nó đã được hầu như không có còn lỗi nhỏ nữa. Anh em mua đời 214 trở về sau thì nó có nhiều lỗi như lỗi dàn điện này nọ kia khác đó. Thì những anh em có tìm hiểu về xe thì anh em sẽ biết ha. Còn khi những con này thì quá là ok, 216 trở lên thì không gì phải bàn nữa. Đời là nổ. Rồi, thì cái chiếc MT15 này rất là hay. Nó theo một cái series của MT á, MT15, MT03, MT09, MT010, MT07 thì kiểu dáng nó rất là thời trang và thể thao luôn. Phải nói về Yamaha thì thôi, mình phải ca ngợi một từ là Yamaha rất là thời trang, cực kỳ thời trang luôn. MT15 á, thì như anh em đã biết á, là nó được cải tiến từ cái con TFX150 cũ đó, và cái yên nó sẽ làm liền lại. Nhờ vậy á, thì người ngồi sau sẽ được thoải mái hơn và dài hơn đó. Chở bạn gái đồ rất là ok luôn đó anh em. Mâm xe vẫn là kích thước 17 inch. Một cái điểm trừ ở đây á, là không có hệ thống ABS đó, mà cái ABS rất là cần. Như con bên KTM nó có ABS. Thì cục máy của nó thì vẫn sử dụng là SOHC 155 phân khối VVA rồi đó, y chang là xe R15V3 mà Minh ưa bán đó anh em. Đó, anh em coi là anh em biết. Rồi, hộp số 6 cấp mấy cái này thì khỏi nói đi ha. Rồi, như vậy thôi. Rồi, đó là sự lựa chọn của Minh. Còn những anh em lựa chọn như thế nào thì anh em hãy comment bên dưới và anh em lựa chọn cái gì. Và cái con MT này biết sao mình phải quay nhanh không? Tại vì bởi vì chủ xe đang đứng ở đây mua con này rồi, cho nên mình phải quay nhanh để cho có clip cho anh em xem. Và anh em có hai sự lựa chọn. Còn cây KTM 250 này vẫn chưa có ai rước em nó về, thì anh em coi đi, phù hợp với bản thân mình thì anh em hãy rước nó về nha. Cảm ơn anh em nhiều. Mấy anh em quay clip xong là mấy anh em cà số khung số máy để giao cho chủ xe luôn, để rút gốc xe đó, thấy không? Rất là chuyên nghiệp luôn. À, cầm cái bút y như là YouTube đâu, cầm cái bút như là xì ke cầm kim tiêm. Rồi vậy thôi.